Sau một năm thi công, cao tốc Cam Lộ – Vạn Ninh đã thành hình hài. Nhiều đoạn hoàn thành nền đường thảm bê tông nhựa. Cao tốc Cam Lộ – Vạn Ninh dài 65,6 km, trong đó đoạn qua Quảng Bình khoảng 32,95 km, Quảng Trị khoảng 32,53 km. Dự án gồm hai gói thầu với tổng mức đầu tư 9.900 tỷ đồng. Tranh thủ như ngày nắng cuối năm âm lịch, các nhà thầu huy động tổng lực nhân công, máy móc thi công đẩy nhanh tiến độ. Theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, các khối lượng chính đạt được gồm nền đường hoàn thiện 22,59 km đạt 35,4%, móng mặt đường hoàn thành 20,52 km đạt 33,16%, 23 trên 29 cầu đang thi công. Với nền đường đã hoàn thiện, các nhà thầu đã thảm bê tông nhựa 14 km, mặt đường cao tốc đã dần thành hình hài, rộng thênh thang. Ông Võ Minh Hoài, đại diện nhà thầu Trương Thịnh cho hay, đơn vị tận dụng tối đa mặt bằng được bàn giao để thi công. Các đoạn ngắn cũng được nhà thầu vận chuyển máy móc để thi công. Chiều ngày 20 tháng 1, trong buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, đại diện nhiều nhà thầu cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ và vượt tiến độ. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng hoan nghênh tinh thần làm việc của các nhà thầu, yêu cầu tận dụng mặt bằng thi công cuốn chiếu, có mặt bằng đến đâu, làm đến đó.